Bác Hồng. Mình quay phim. Công tình người ta tạo dáng như quay phim. Ủa cái đó gì ta? Bí mật lâu đài mình gửi mình vô chưa? Chưa. Đáng lý phải ngồi trước mới đúng mới quay được vợ chứ. Thôi dẹp đi khỏi quay. Mày vô đây nè. Thôi tắt ngay nhanh luôn. Nhanh đồng nhanh, cho anh nít mà nhanh. Đúng rồi, gái khóa chơi này lắm. Mà nhúng đi. Gì mà nhúng nhúng là gái khoái. Chóng mặt không vậy? Leo nó chơi đi, tao quay lại. Tự nhiên không, mình đang lên nó chơi. Quay cảnh chút.